Xin chào mọi người, tối hôm nay thì mình giới thiệu đến mọi người cái cục PC Dell Mini nha mọi người. Rất là chất lượng và nó còn rất là đẹp mọi người. Tem của Dell dán là đẹp lắm luôn á. Gọn, đẹp, tiện. Nó là i5 Gen 9 RAM 16 SSD 512 cộng HDD mà 500. Dù là nó là nhỏ như thế này thôi mọi người nhưng mà nó đầy đủ RAM, ổ cứng, tất cả chip đồ là tháo ráp ok hết. Nó là PC mấy bàn đó mọi người. Cái rộng của nó bằng cái này, cái điện thoại của mình là cái điện thoại S10. Đây là bằng hai cái điện thoại thôi, gặp vô nhau thôi là được, rất là gọn nha. Và máy rất là đẹp. Bây giờ mình sẽ quay chi tiết, tí nữa mình sẽ mở lên cho mọi người xem. Nó là OPPO 5070 nha, rất là mới mọi người. Ôi cha, đeo nè. Ngõ ở đằng trước là tai nghe rồi USB rồi tai C. Ở phía sau này á, thì có mạng LAN này, màn hình nè, ba ngõ USB nè. Trong này nó có ngõ, mấy cái này là dạng như mấy ngõ gì mình không biết, mọi người tham khảo ha. Nguồn, và trong này nó còn tích hợp loa nữa, khi mà mở ra thì đều có SSD, HDD, tất cả đều tháo rời, RAM cũng tháo rời như một cái PC lớn của mấy bàn thôi, nhưng mà nó tích hợp trong cái PC mini này nó gọn như vậy mọi người ha, đều có thể tháo ráp nâng cấp ok hết. Mình dựng gọn, nhỏ xíu, mỏng dánh, và đôi lúc ví dụ như mình biến cái màn hình thành một cái máy tính để gọn gàng, không có bị chiếm diện tích gì hết mà vẫn chất lượng của Dell ha, đều tháo ráp ở trong này hết nha mọi người, zin đét luôn, mở ra là đầy đủ hết trơn á, HDD nè, SSD nè, RAM, ổ cứng đồ là ok hết toàn bộ nha, tháo ráp bình thường. Đây mọi người, mình mở nó lên ha, đang cắm chuột rồi phím là cho nó trên cái màn hình này. Mình mở cái cấu hình cho mọi người xem nè. Nó là Dell OptiBlade 5070 và nó là i5 thế hệ 9 nè mọi người, 9500T. Cái chip của mấy bàn nó khác với lại ở trong laptop, 9500T này nó rất là khỏe nha mọi người, nó nhanh kinh khủng luôn á. Rất là nhanh, mọi người có thể tìm hiểu thêm là chip mấy bàn nó khác chip laptop như thế nào ha. Nó rất là khỏe. Đây, mặc dù là nó thể hiện như vậy thôi, 2.26 CPU nhưng mà rất là khỏe nha mọi người. Khỏe lắm. Tại vì nó là i5 thế hệ 9 mà. RAM 16 GB. SSD. SSD là 5 500, 512 cộng với HDD 500 nha mọi người. 512 cộng HDD 500 thì là thoải mái cho mình sử dụng. Thì nó gọn như thế này thôi, nó nhỏ hai cái điện thoại. Mình đang nguồn máy thì kèm với lại nguồn ha, không có kèm chuột với lại phím đâu nha mọi người, chỉ là máy như thế này và sạc của nó thôi. Vậy thôi mọi người, về chỉ cần là ghim cái màn hình với lại phím chuột vô là sử dụng thôi, rất là tiện. Đây mọi người ha, cấu hình thì cao, máy thì gọn, đặc biệt là còn rất là đẹp, tiện như thế này. Và mình báo giá mọi người là 4,5 triệu ha. Ai chốt có thì inbox mình. Mọi người mua hàng thì cọc cho mình 1 triệu. Còn lại thì mình ship code. Mọi người nhận hàng nè, kiểm tra hàng rồi thanh toán số còn lại cho bưu điện ha. Cảm ơn mọi người đã xem kênh và đăng ký kênh của mình nha. Ồ quá trời luôn, để mình quay bên này cho mọi người xem. Đây nha. Máy là cực kỳ chất lượng nha mọi người. Nó có cả loa ở trong này nữa luôn á. Nhỏ như vậy nhưng mà tích hợp đầy đủ hết, đều tháo ráp rồi ok hết nha. Cảm ơn mọi người nhiều nha.